Một pha phối hợp thể hiện đẳng cấp của nhà vô địch thế giới McAllister trước hàng phòng ngự Real Madrid. Anh khởi xướng pha tấn công, anh làm tường rồi tự mình dứt điểm để hạ gục thủ thành Courtois bên phía đội khách. Pha lập công này đã đánh dấu một hiệp hai hấp dẫn đến những giây phút cuối trận của cả hai đội. Trong một ngày hay và may mắn hơn, Liverpool đã có được trọn vẹn 3 điểm. Real Madrid dù có cố gắng nhưng không đáng kể khi đến cả một người dày dạn kinh nghiệm trận mạc như Kylian Mbappe đã có tình huống tạch pen tai hại. Nhuệ khí chiến đấu của thầy trò Ancelotti cũng từ đó mà đi xuống theo và họ đang đứng trước viễn cảnh bay màu sớm khỏi Champions League. Sau những thất bại triền miên trước kền kền trắng những mùa giải gần đây, Liverpool đã đủ bản lĩnh để phục hận bằng trận thắng thuyết phục. Arne Slot đã làm được cái điều mà người tiền nhiệm Jurgen Klopp bó tay trong suốt gần chục năm dẫn dắt The Cop. Và trong trận đấu này, ông thầy đầu trứng người Hà Lan, không phải Ten Hag, cũng tìm luôn ra một quân bài tẩy có thể là chìa khóa để đánh bại Man City vào cuối tuần này ở Premier League. Ngay bây giờ, hãy cùng với bình luận viên Cú Tuấn đi điểm qua những điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này nhé. Đối đầu với Real Madrid, một đối thủ kỵ dơ trong nhiều năm qua, Liverpool được đánh giá sẽ gặp không ít khó khăn dù chơi trên sân nhà. Điều đó còn thể hiện qua đội hình ra sân của The Kop khi mà Arnold không có đủ thể lực, trong khi Szoboszlai cũng không được dùng ngay từ đầu. Thay vào đó thì Bradley và Curtis Jones là hai sự lựa chọn của ông thầy người Hà Lan. Đúng với bản chất DNA của nhà vô địch, Kền Kền Trắng đã thi đấu vô cùng lì lợm trong hiệp thi đấu thứ nhất. Mặc dù Liverpool đã cố gắng tổ chức hãm thành, nhưng hàng phòng ngự dưới sự dẫn dắt của Rudiger đã thi đấu vô cùng tập trung. Bên cạnh đó, Thibaut Courtois cũng đã nhiều lần xuất sắc từ chối cơ hội có bàn đến từ các chân sút của đội chủ nhà. Một thế trận giằng co được cả hai đội tạo ra cùng với những pha vào bóng quyết liệt càng làm cho thế trận trở nên kịch tính hơn bao giờ hết. Rõ ràng, Liverpool muốn thắng, họ có cơ sở để làm điều đó khi mà đội hình chất lượng hơn hẳn, có lợi thế sân nhà trước đối thủ. Và dĩ nhiên là huấn luyện viên Arne Slot muốn thay đổi điều đó sau giờ nghỉ giải lao của hiệp thi đấu thứ nhất. Không biết là ông thầy người Hà Lan đã truyền đạt điều gì đến với các học trò của mình bên trong phòng thay đồ mà khi bước vào sân trong hiệp thi đấu thứ hai, các cầu thủ Liverpool như trở thành một phiên bản khác. Họ thi đấu áp lực hơn hiệp thi đấu thứ nhất với tần suất triển khai bóng tấn công về 1/3 sân của Real Madrid là vô cùng lớn. Rõ ràng The Kop muốn giành chiến thắng, muốn đòi lại món nợ đã từng vay tại trận chung kết Champions League 2021-2022 trước đó. Khác với hiệp thi đấu thứ nhất, Real Madrid đã phần nào không còn giữ được cho mình khối đội hình cùng với thể lực đã bị hao mòn trước lối đá gây áp lực tầm cao của đội chủ nhà. Việc xuống sức của Los Blancos đã tạo điều kiện cho Liverpool đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Và rồi thì mọi chuyện đã đến, xuất phát từ tình huống tấn công bên phía cánh trái, McAllister có pha đột thẳng vào trung lộ rồi truyền cho Bradley trước khi nhận pha trả lại, rồi tự mình tung ra cú dứt điểm chéo góc để hạ gục Thibaut Courtois trong khung gỗ. Người đã chơi cực kỳ xuất sắc trong hiệp thi đấu đầu tiên cũng như những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên cú đá này quá xuất sắc, nó không chỉ có đủ độ hiểm hóc, tốc độ bóng nhanh mà còn là một pha phối hợp vô cùng đẹp mắt của đội chủ nhà. Liverpool hiểu khi nào họ cần tăng tốc và chỉ cần lựa chọn đúng thời điểm, lữ đoàn đỏ đã có bàn thắng để vượt lên dẫn trước. Những phút sau đó thì thế trận cũng không có nhiều thay đổi. Real Madrid luôn co cụm phòng ngự và chờ đợi các pha phản công nhanh nhằm tận dụng tốc độ của Mbappe ở phía trên. Thế nhưng tiền đạo người Pháp đã khiến cho tất cả phải thất vọng khi có màn trình diễn dưới cả trung bình với những người theo dõi anh trong suốt 90 phút tại Anfield. Số 9 được trao nhiều cơ hội từ đồng đội, họ tạo điều kiện hết sức để Mbappe có thể tìm kiếm bàn thắng, thậm chí là ở tình huống 11m. Nếu như mọi khi chúng ta có Vinicius hay Bellingham, thì nay cũng được nhường lại cho nhà vô địch thế giới năm 2018, nhưng các Madridista nhận lại được gì? Một tình huống dứt điểm quá hiền và bị thủ môn đối phương cản phá đã văng đi cơ hội tìm bàn gỡ hòa của đội khách trong thế trận mà họ đang không thể phản kháng. Cần nói thêm rằng, ngày hôm nay thì Mbappe cũng đã gặp phải khắc chế cứng của mình, đó là hậu vệ phải Conor Bradley, người đóng thế cho Arnold trên băng ghế dự bị. Được đánh giá là còn non kinh nghiệm trận mạc và chưa có nhiều cơ hội chạm mặt với các ngôi sao hàng đầu thế giới như là Kylian Mbappe. Cầu thủ của Liverpool được giới mộ điệu nhận định là sẽ gặp không ít khó khăn trước một cầu thủ tinh quái như Mbappe. Thế nhưng sau 90 phút tại sân Anfield, có lẽ là tất cả sẽ phải nhìn lại nhận định của mình về chàng trai trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Liverpool. Một màn trình diễn đỉnh cao, nếu không muốn nói là vượt ngoài mong đợi của nhiều fan lữ đoàn đỏ.
Bradley gần như vô hiệu hóa hoàn toàn Mbappe bên hành lang cánh trái. Anh hỗ trợ, bọc lót các đàn anh trong việc hóa giải các pha bóng nguy hiểm. Và quan trọng hơn cả, anh chính là tác giả của đường chuyền đã giúp McAllister khai thông thế bế tắc của trận đấu này. Dù chỉ là người thay thế cho Trent Alexander-Arnold, nhưng Bradley đang dần khẳng định được bản thân sẽ là tương lai của Liverpool. Arne Slot có lẽ sẽ chẳng phải lo lắng với cậu học trò trẻ tuổi trong tay khi anh đang tiến từng bước trên con đường trở thành hậu vệ phải hàng đầu tại ngoại hạng Anh cũng như thế giới. Cuối tuần này trước Man City, đó có thể là bài test nặng ký hơn cho Bradley trong công việc phòng ngự cũng như ngăn chặn hướng tấn công của nhà đương kim vô địch. Nếu tiếp tục làm tốt nhiệm vụ được giao, biết đâu một vị trí trong đội hình xuất phát sẽ dành cho anh thì sao? Chiến thắng này của Liverpool có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Họ đã không thắng kền kền trắng trong nhiều năm qua. Đỉnh điểm là thất bại 2 năm ngay trên sân Anfield và trận thua 1-0 tại chung kết Champions League 2021-2022 đều dưới thời của Jurgen Klopp. Nhưng khi mà chiến lược gia người Đức rời đi và nhường vị trí cho Arne Slot, mọi thứ có vẻ đã đổi chiều. Một lối chơi tấn công phóng khoáng, kiểm soát đậm chất Hà Lan của cựu thuyền trưởng Feyenoord. Ông không chỉ cải thiện The Kop theo chiều hướng tích cực, mà thậm chí là còn đang làm tốt hơn những gì người ta mong đợi trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh. Vị trí top 1 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh cùng với chuỗi phong độ bất bại tại Champions League, Arne Slot đang thực sự biến Liverpool trở thành một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở tất cả các giải đấu mà họ tham dự. Liverpool đã không còn hình ảnh lo sợ trước một đội bóng có DNA vô địch như là Real Madrid nữa. Thay vào đó là sự tự tin với cổ động viên nhà, tự tin vào lối chơi bóng của họ mà không e ngại bất kỳ điều gì. Arne Slot biết cách để đẩy nhanh tốc độ của trận đấu khi cần và ông đã đúng với tất cả những lựa chọn nhân sự từ đội hình chính. Nếu như trước đây, huấn luyện viên Jurgen Klopp hiếm khi bỏ lỡ cơ hội nhấn mạnh về cuộc đua vô địch trước ống kính truyền thông, thì Arne Slot lại đề cập đến thực tế đang hiện hữu. Ông phân tích, Premier League yêu cầu rất nhiều từ mỗi cầu thủ hàng tuần và nếu còn thi đấu tại Champions League thì điều đó là một thách thức lớn. Vì thế các đội mạnh nhất cũng phải là giàu nhất để có thể sở hữu một lực lượng cầu thủ đủ dày. Liverpool đã thành công vượt qua chướng ngại vật lớn đầu tiên, Real Madrid, trên con đường khẳng định việc có thể hướng đến các danh hiệu lớn trong mùa giải năm nay. Giờ đây thì họ sẽ ngay lập tức quay trở lại tập luyện cho đấu trường trong nước để chuẩn bị tiếp đón nhà đương kim vô địch Man City. The Kop đang xây chắc ngôi đầu với 8 điểm nhiều hơn Pep Guardiola và các học trò. Một chiến thắng, 3 điểm để tiếp tục bỏ xa The Citizens là mục tiêu tối thượng mà Lữ đoàn đỏ hướng đến trong trận đấu vào cuối tuần này. 3 điểm trước Real Madrid sẽ tiếp thêm cho đội bóng thành phố cảng nhiều sự tự tin cũng như niềm hưng phấn để đối đầu với Man City. Đội bóng đang chìm trong khủng hoảng với chuỗi trận không thắng dài nhất trong lịch sử cầm quân của Pep Guardiola. Arne Slot sẽ phải đối đầu với thử thách cực đại trên bàn chiến thuật cũng như trên đường pitch. Nhưng có lẽ là chiến lược gia người Hà Lan này chẳng phải lo sợ nhiều khi ông đang có tâm lý tốt hơn người đồng nghiệp. Và việc đánh bại Real Madrid của Carlo Ancelotti cũng sẽ tiếp thêm niềm tin về việc vượt qua Man City của Pep tại đấu trường ngoại hạng Anh. Liverpool đã và đang tiến dần đến các danh hiệu. Họ đang cho thấy sức mạnh vượt trội của mình so với các đội bóng cạnh tranh còn lại. Arne Slot đang dần dần cách mạng hóa sự chuyển giao của Liverpool ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt. Và câu chuyện ấy đang thực sự diễn ra tốt đẹp. Còn đối với các bạn thì sao? Đánh giá của các bạn về trận đấu này như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.